Cầu thủ thì phải biết cách tỏa sáng trong mọi trận đấu, nhưng không phải họ chỉ có được những khoảnh khắc ngôi sao mỗi khi trái bóng lăn. Bằng chứng là cái tên mặc có Rashford, chàng tiền đạo chỉ mới 22 tuổi của Quỷ Đỏ thành Manchester, đã trở thành người hùng không cần áo choàng trong mắt nhiều người hâm mộ ở xứ sở sương mù. Điều gì đã khiến anh tỏa sáng đến vậy? Trước khi tìm hiểu về những hành động đẹp vì cộng đồng của Marcus Rashford, anh em đừng quên nhấn vào nút subscribe và biểu tượng chiếc chuông thông báo để ủng hộ channel bongda.com.vn nhé. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình đông con và cơ cực, có bốn anh em ở vùng ngoại ô phía nam Whitehamshow, thành phố Manchester. Chính vì thế chàng cầu thủ sinh năm 1997 Marcus Rashford hiểu rất rõ sự khó khăn của cái nghèo và sự quý giá của việc biết cho đi. Khi suốt tuổi thơ, anh đã nhiều lần xếp hàng chỉ để mua được những bữa ăn miễn phí cho trẻ em nghèo trị giá 15 bảng. Tôi lớn lên bằng những bữa sáng miễn phí, ăn trưa nhẹ ở trường và thậm chí không có bữa tối. Mẹ tôi đi làm về rất muộn, tôi phải chờ mẹ đi làm về mới được thêm bữa nữa. Đó là tất cả những gì động lại trong ký ức ngày bé của Rashford mỗi khi nhớ về. Thậm chí, Whittington, nơi gắn liền với tuổi thơ Rashford, còn khiến người khác sợ hãi mỗi khi đến đây, vì chỉ toàn các băng đảng xã hội đen, buôn bán ma túy và thứ âm thanh gây ám ảnh nhất chính là của những vụ xả súng không ngừng nghỉ. Thế nhưng, thay vì bị đồng hóa, ngôi sao người Anh với tình yêu trái bóng dành cho trái bóng tròn đã quyết tâm trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Có lẽ, bên cạnh niềm đam mê thực thụ dành cho bộ môn thể thao vua, Rashford còn có sự khao khát, mong muốn giúp đỡ những người cùng hoàn cảnh giống như mình. Và anh hiểu rằng, để làm được điều đó, bản thân mình phải thành một người có đủ tiếng nói và sức ảnh hưởng lớn hơn nữa. Xét về tài năng trong bóng đá, những gì mà chàng tiền đạo của MU đã thể hiện chắc chắn đã nói lên tất cả. Nên trong video này, chúng ta cũng không cần bàn luận đến. Nhưng điều đáng nói và ca ngợi ở đây chính là những nghĩa cử cao đẹp, hành động thiết thực ngoài sân cỏ mà anh đã làm được cho cộng đồng. Khi đại dịch Covid-19 khiến bóng đá bị đóng băng hoàn toàn, nhiều cầu thủ khác coi việc giãn cách xã hội là dịp để tiệc tùng say sưa với bạn bè, hoặc có thể chỉ đơn giản là tuân thủ quy định và ở yên trong nhà. Thì Rashford dùng khoảng thời gian này để tập trung cho việc làm từ thiện. Hãy cùng bongda.com.vn điểm qua 3 trong vô số những việc làm giàu lòng nhân ái của chàng tiền đạo 22 tuổi để hiểu rõ hơn vì sao anh lại được ngưỡng mộ đến vậy. Quyên góp hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn giữa đại dịch Covid-19. Marcus Rashford cùng các đồng đội tại câu lạc bộ MU đã giúp quỹ từ thiện Fair Share nhận được khoảng 20 triệu bảng tiền quyên góp trong 3 tháng qua. Số tiền này sau đó được dùng để hỗ trợ thức ăn và nước uống cho những hoàn cảnh khó khăn tại Vương quốc Anh trong mùa dịch Covid-19. Chia sẻ cho hành động giàu ý nghĩa này, anh lên tiếng: "Vẫn còn rất nhiều điều phải làm. Đây là đất nước Anh vào năm 2020 và vẫn có rất nhiều gia đình cần sự giúp đỡ. Chúng tôi đã đặt mục tiêu cho đến cuối tháng 6 sẽ cung cấp 3 triệu bữa ăn cho những người nghèo khổ trên toàn nước Anh. Ngày hôm nay 11 tháng 6, chúng tôi đã đạt được mục tiêu tài chính để cung cấp số lương thực này. Cảm ơn tất cả sự giúp đỡ của các bạn. Và trong khi tôi còn đang rất vui mừng vì điều này, vẫn còn rất nhiều thứ chúng tôi cần phải làm. Hãy tin tôi khi tôi nói rằng tôi sẽ chiến đấu cho đến khi không còn đứa trẻ nào tại đất nước Anh phải lo lắng về bữa ăn tiếp theo." Trở thành giáo viên thể dục cho trẻ em trên kênh truyền hình CBBC. Không chỉ dừng lại ở việc đứng lên kêu gọi quyên góp, Marcus Rashford còn thực sự muốn đóng góp sức lực của mình bằng mọi cách có thể. Anh đồng ý hợp tác với kênh CBBC, trở thành giáo viên hướng dẫn các em nhỏ những bài tập cơ bản với mong muốn các em có thể rèn luyện và nâng cao sức khỏe của mình trong giai đoạn giãn cách vì mùa dịch Covid. Hành động của Rashford đã mang lại hiệu ứng tích cực cho rất nhiều trẻ em trên nhiều quốc gia khác nhau. Một phụ huynh viết: "Cảm ơn bạn, các con của tôi rất thích thú về bài tập của bạn." Một người khác nói thêm: "Con trai của tôi không thể rời mắt khi chứng kiến thần tượng của mình xuất hiện trên truyền hình." Gửi thư đến chính phủ Anh để thức tỉnh lòng nhân đạo. Tiếp tục khiến người hâm mộ phải bất ngờ vì khao khát giúp đỡ người nghèo của mình với bức thư kêu gọi giúp đỡ mang tính cấp thiết và chứa đựng ở đó là tính nhân văn cao cả gửi đến chính phủ và quốc hội Anh. Bức thư được chàng tiền đạo Quỷ Đỏ viết trong bối cảnh chính phủ trước đó đã đưa ra quyết định dừng lại chương trình phát bữa ăn miễn phí cho trẻ em khó khăn ở nước Anh trong kỳ nghỉ hè. Và anh khẩn thiết mong các đại biểu của quốc hội sẽ rút lại ý định này. Nội dung của bức tâm thư tương đối dài nhưng ẩn chứa trong đó, chúng ta có thể thấy được sự chân thành mà anh đã đặt vào.
Tấm lòng ấy không chỉ làm rung động hàng triệu người hâm mộ mà còn mang đến quả ngọt vô cùng xứng đáng khi chính phủ Anh đã chính thức thu hồi lại quyết định mà trước đó đã đưa ra. Hành động vàng của chàng trai trẻ người Anh đã nhận được nhiều lời khen và sự trân trọng từ các câu lạc bộ lớn, trong đó có cả kình địch không đội trời chung của Man United là Liverpool. Mới đây, trên trang Twitter của đội bóng này đã đăng tải dòng trạng thái bày tỏ sự cảm kích trước những đóng góp cho cộng đồng của Rashford trong mùa dịch. Việc làm của cậu sẽ giúp ích cho tất cả các trẻ em trên toàn nước Anh, trong đó có cả các em nhỏ ở Liverpool. Trước đó không lâu, trang Twitter chính thức của AS Roma cũng đã đăng tải bày tỏ sự ngưỡng mộ với nội dung: "Không có gì ngoài sự ngưỡng mộ dành cho những gì Marcus Rashford đã làm." Một sự trân trọng từ AS Roma. Không chỉ những đội bóng lớn, nhìn vào những gì Rashford đã và đang đóng góp cho cộng đồng, người thầy đầu tiên của Anh trong bóng đá, Dave Harrop, không thể giấu được sự tự hào. Ông nói: "Tôi không biết liệu Rashford có hiểu rõ sức mạnh từ những thông điệp mà cậu ấy truyền tải hay không. Những gì cậu ấy làm được thực sự quá tuyệt vời, thực sự truyền cảm hứng. Từ tự hào chưa thể nói lên hết cảm xúc của chúng tôi. Phải nói là chúng tôi yêu những gì cậu ấy đã làm." Rashford đã trở thành một người đàn ông trưởng thành hơn so với tuổi. Mọi người quên mất rằng cậu ấy mới chỉ 22, thật sự quá tuyệt vời. Những gì Rashford làm được còn nói lên nhiều điều hơn so với cậu ấy là một cầu thủ của Premier League. Rashford thật sự là một hình mẫu mà trẻ em nên học tập theo, có những thói quen tốt và thường xuyên truyền tải những thông điệp đúng đắn. Không chỉ dừng lại ở đó, thậm chí ngay tại quê nhà Wembley Show, một bức ảnh được chụp với nội dung mỉa mai rằng Rashford đã ghi một bàn thắng để đời trước thủ tướng Boris Johnson khi cậu ấy nỗ lực kiên trì vì mục đích cao cả này. Chuyên môn giỏi, đạo đức tốt, với tất cả những hành động nhân văn vì cộng đồng của mình trong suốt thời gian qua, Marcus Rashford đã và đang trở thành người hùng trong mắt người hâm mộ, đặc biệt là các em nhỏ mà không cần đến bất kỳ chiếc áo tròn đỏ nào. Theo Daily Mail, cầu thủ 22 tuổi nước Anh đang đứng trước cơ hội được Hoàng gia Anh phong tước hiệp sĩ vào năm 2021. Nếu điều đó xảy ra, số 10 của MU sẽ trở thành cầu thủ bóng đá trẻ nhất được Hoàng gia Anh phong tước hiệp sĩ. Mỗi cầu thủ đều lựa chọn cách tỏa sáng của riêng mình, có thể bằng những màn trình diễn thăng hoa trên sân cỏ, cũng có thể là từ các nghĩa cử cao đẹp cho xã hội. Và với Marcus Rashford, chúng ta có một chàng tiền đạo đầy tài năng, xuất sắc, cùng một tấm lòng đẹp. Có lẽ chiếc áo số 10 của anh đang mặc đã dần dà vừa vặn với chính mình. Các anh em có phải là một fan hâm mộ của anh chàng không nào? Nếu phải thì tiếc gì một like cho video tổng hợp những điều tuyệt vời mà Rashford đã làm để thể hiện sự ủng hộ đối với cầu thủ này. À, tiếp tục là câu nói quen thuộc. Đừng quên bấm nút subscribe và biểu tượng chiếc chuông thông báo của channel bongda.com.vn để trở thành những người đầu tiên cập nhật nhanh nhất các tin hot hit về bóng đá nha. Chào tạm biệt các anh em.